Xôm cả thoải một cung châm bùa Phải ra tận hạ trái Đăng bay cứ Phật bột bật thô nâng Phật sẵn đào sức đầy Sẵn khép Châm ràn bò Bọn bồn cụm rụp tăng ớt đào sức đầy rộp an Thằng ngày này cứ chìa thằng ngày bổ hoa Bùn rôi khai អាសាទឆ្នាំជួបទៅស័កពុទ្ធសករាជ2565រយហកសិបបួនត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ណាសូមខន្តីអភ័យទោសដែរចំពោះការយឺតយ៉ាវរបស់ខ្ញុំកាលណាថ្ងៃនេះណាដោយមានការត្រៀមជួបជាមួយនឹងធម្មវេកមិនដែលត្រូវចូលរួមបរិយាយធម៌នៅ ថ្ងៃសៅណាអញ្ចឹងក៏ណាត់ជួបដើម្បីសាកល្បងកម្មវិធីមុនអញ្ចឹងបានជាយឺតពេលប៉ុណ្ណាសូមកាន់តែភ័យទោសក្នុងការយឺតថ្ងៃនេះណាប៉ុន្តែអីទេគឺថាយឺតប្រសាជាងមិនបានមកខ្មែរយើងថាណាមកប្រសាជាងយឺតណារឺថាធ្វើការអ្វីប្រសាជាងយើងមិនបានធ្វើណាសូមអរគុណច្រើន So I am sorry today I'm late because I'm busy to prepare the program for broadcast on Saturdays. Thanks you very much. So now today, we are going to continue to study our lesson more about Khmer consonant sound O. So yesterday we studied already about the consonant sound O, the letters TO, TO and TO CHING TO. So I hope all of you can write and read or can practice combine the new consonant with all Khmer vowels. So practice is very important for study. So today we continue to new consonant sound O. What's next? Consonant sound O. After to, what is next? To, to, and no. So now we start. Welcome. Swakum. Som swakum. Welcome. Rien pisa khmer, khmer learning. So. Nhưng mà welcome khmai dân đặc biệt cụ xâm xôm và cùng riêng phía xa khmai khmai learning chẳng hay ngày khai lịch pram nâng cứ ngày number 5 is represent to Saturdays Thursday represent to Thursday and number 8 is represent to the month Khmer month this month is Asad Asad and number 4 below is represent to the dead falls in the dark day so this is the world that
tì prambuôn khai cả đá chân nam phí bò phây. And this Buddhism and AD BC, not BC, BC that mean before Christ. So now we start our lesson. Nè, chim ran po nhôm po. Sắc sơ bài bà nè. Sơ. À, so no. Nè, no. 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 Nà, nô chứng chừng nô. Chẳng là sao anh sao phonetic for read no no chứng chứng no. No chứng chứng no nè. This new consonant sound o no no chứng chứng no. No, no chứng, chứng no. Nhưng nơi sau tại pram pi, nơi sau tại pram pi tu tì tế, cứ dừng nơi bánh chọc trên trên đẹp bụi ô hai. So, this is the new consonant sound o. No, no, yeah, pronoun no, no. No, no, no. It's normal say no, like English say no. Yeah, the same sound. No, easy. No, no, chứng chứng no, consonant and subconsonant chứng no. And this phonetic for read letter no or consonant no. So now we start how to write consonant no. How to write consonant no. So how to write consonant no. So now we start. Please look at the board and concentrate my soul. Okay. First, so I wrote, yeah. I write big. One, two, three. So this like this first. No.
So I want to make down here. No. Okay, no. So I put the number for you practice first, like this. Mui. Lệnh bấy nè ní lệnh bốn lệnh pram pram muối and pram pi. So how to write a consonant no? There are 7 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So there are 7 steps how to write these letters. So I put the number, not Latin number. It's this is the Cambodian number. Cambodian number. This say 1, 2. I will say late mui, mui, pi, bay, bun, pram, pram mui. Nâng pram pi nè chẳng cứ miên pram pi chùm hiền pram pi đậm nạ cá nông ca sọt xế ạ xo nâu mùi nè and hay bật tọa mà tiết cứ chương rồi bỏ về sub consonant. This is the consonant and next how to write sub consonant no. Subconsonant no. So first, like this, 1, 2, 3, 4, and 5. So I write big. You see, 1, 2. 3, 4 and this number 1 lệnh mũi lệnh pi. Lệnh bấy. Lệnh bốn. And lệnh pram. Nè. Ngày nay dân riêng tôi sẽ lệnh khmai vâng. Nè. Today we practice how to write khmai number. Okay. Khmai number. So this is the way how to write consonant no and subconsonant no. Or we can say in Khmer, tu a so no, hai nâng chương no.
subconsonant chương no là chương no no chương chương no. So this is the way how to write consonant no and subconsonant no. So I think you try to practice, then practice more and more again and again every day if you have time free from your working at home, so you can try to practice write and try to practice to write command number two. Okay, mui nè, mui pi bay bun pram, number one, number two, number three, number four, and number five. Okay, how to write subconsonant no? There are five steps, and how to write consonant no? There are seven steps. Mean prampi dam nak kal to say a son no, cứ mean prampi dam nak kal. Hay so say chừng no, cứ mean pram dam nak kal. Doi chia sanya de ban da hai. So you can look on my signal. I put the rows, from the top to the bottom, and from the bottom up, and like this, all the signal I wrote. So now we read no at saw no chương no chương no như thế no chương no no chương no no chương no. Yeah, sound this letters is easy and easy for say because the sound same in English, yes or no. Okay, no. Yeah. But no here is not negative. No is the consonant, sound O in Khmer language. Yeah, in Khmer language. No, chừng no. So now we continue to practice combine consonant no with Khmer vowel. vowel. Namaskar lebong thom. Prakru. No. 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 Yeah, mỗi bị bảy buồn. No buồn. Yeah, no. 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 No bay. No. Mơ khơi đấy bọn á, mà ta xây tội.
nè nô bốn nô anh ấy cứ rập biếp để ca riêng bà cọp anh chàng tờ dân công al bằng khâm hát chẳng chắp chè an thêm đoàn nè so we yeah we can learn step by step. Nè tặng ơn nick cứ chia son nô tặng ơn nè cái nô pel na đại dương sọ xe chạm đại hái cứ ai tôi xe bán sát nè dương chẳng vọt chẳng thôi các bạn dạng ná của bạn là phần tán đậm bốn cư dân trời tài riêng sơ xê vía tám lũng đạp nè cả bằng riêng và chạy cái tê là bỏ kê nè lấy dân vô xin dân nhạc xong cho mình sẵn so now we practice combine consonant no with all Khmer vowel. So, don't forget, yeah, I always told you about the Khmer vowels. Some of them change sound, but some of them is not change sound. Like, sra a. No nick and a near na no ear near no it ni no i ni no ư nư no ư ư nư sum lên ư nè nhà chúng đã ở máu đại ó trăm an vâng
So now you look at this. No combine with sra ear. Sra ear. No ear near. No e ni. No e ni. No u nu. No u nu. Na e e u u. So no u nu. No u nu. No u nu. Okay, so I told you u is original sound same u u. No a no. Na no a na. No no a no. No u nu. No e ni. No sra e. No e ni. Na no sam chmuoy sra e. No e ne. No sam chmuoy sra a. No a ne. Ne. Not ne. Ne ne ne. It's a long sound. No a nay 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 na ne nay ne nay ay na. No a nay. No o no. No o no. No num. No num. No o no. Stay. Okay. So this is the sound of all Khmer vowels when combined with Khmer consonant sound O. So A change sound to E. Sra E. Sra A. Sra E. Sra E. Change sound to I. I. U. U. So the strong sound. And like Sra U and Sra U is not changed. So you should remember about this. Yeah, because when you read, when you say something, so you can understand how to read this letter, like no ear near, near or near. You know, no is a consonant sound O, so sra a is not a sound, change to ear, no ear near. Okay. Nè, chào bạn Po nhé, ông Po. So now we continue to the vowel. Nè, sra om, sra om. Nè, bán chia nùm, hả lên nùm á. Nùm á. Khmer thành nùm á nè.
cake say đi cake mày nôm cake say mày nôm nè sweet nè sweet nè nôm nôm sợ á change sound to ear nè sợ ý nè nè sợ ú đây chiến nô hai sợ e xong lên viết tay chữ e nè đôi chân nè đấy nè 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 this is what is this nè 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 cứ chẳng ol nè 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 chia cả đà khiên nè nè no e nè not no e nè ok ok lấy dựng bàn bìa no nó nâng cứ sma pịa đạt đạt ấy dos đó nis this need đâu đấy those no huh? No this those norm này norm tham mạch đây anh ấy nôm nè lấy dùng mở bìa nắng nè nó nè xăm chữ mùi nâng sạ âm original sound sạ âm no is consonant sound o âm is original sound sạ âm nè vowel âm but no consonant sound o when combined with vowels om change sound to om nà no om nôm mà nè nôm sweet như thầy thả bằng em các bạn này cái máy phải thả bằng em ấy nôm là thả mấy ông khlê cứ sweet này nà hay no sra am original sound viết cứ sra am but when combined with no sound am change to no norm quạt mau norm quạt mau yok via mau anh nhớ cái mà norm cứ norm là nào mà nè từ nào ấy vậy đó norm play ấy vậy tới đã tới norm play ấy vậy tới các bạn no anh is original sound sra a but change sound to e chờ no e nè nè no e nè no e nè nè is not change sound sra is original sound and
Only one sound is no e ni. No isness. No o no. Sra o sra o. Original sound sra o. But when it's combined with consonant sound o, so o change sound to u. Yeah. No o no. Nose is nose. No. Can you point something away from you? No. 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 But in Khmer, using nose and nose is different. So no and sra e, the original sound sra e, but change s sra s to e, like sra is no e ni this. You see no sra a, okay, but a change sound to o, o. No o no, no o no, no o no. Nom nom ne ne no ne no, okay. Ne no ne no. So I think you maybe is can't understand also, but you try to looking and thinking what this letter they say norm. So I told you already about how to change. So om a ear is the same as o o a e and a o, so it's not easy. Okay, so now practice make a word from our lesson today. I put the word and all of you find the consonant or vowel to complete the blanket. Gôn, chạp, okay, gôn, chạp, so, có, plus, plus 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 nè. Tại dân tự đặt trên dân này ai khá rứ có xa ai khá. So you see the word côn chạp nè, côn chạp. Cone is child, like child, or baby. Yeah, cone is baby. Baby, chap, bird. Okay. So, how do you put the word in this place for make the word cone? So,
And which word we put here and here? Forget the new word. Okay. So you can try practice and write on your phone or your paper at home. But if you have the command keyboard on your phone, you can write a comment on our Facebook Live. I want to know how do you understand to make a word and complete the sentence for me. Don't forget, try practice. Or you can write on the paper, and then you can take a photo and post it. Okay. Chimran po na ya lok bandit yang khot khot yang chimran po yom po. Now we put go no. Yeah, so this word gone jab, gone jab. So go o go nung no gone. We put sra o. Okay, here go o go go no gone. So we got the word gone. Yeah, gone here. Gone. Next word. Next blanket. How to complete this? You should complete the consonant or vowel. And here, so you thinking, you try to think about that, and you look at this word. Yeah, this letters. Cho a cha cha bo cha. So at the end of the sentence is letter bor, consonant bor, and we lost only two blankets, two letters. So the first we put jaw. Jaw. After jaw, if you want to get the jab, complete jaw a cha cha bo jab. So we got the jab. Okay, jab. So the same word, right? Gone jab. You see? Go o go go nung no gone. This is how to combine, how to spell the combine the word. Go o go go nung no gone. So we got this word gone. Cho a cha cha nung bo jab. Yeah? Jab. So plus sign is that mean combine, mix together. So gone jab, gone jab. So this is the first word. Yeah, how to make a word. Next. Chào yum chào tia si nùm chào yum si nùm mẹ nè
cháu tới xa là đặc biệt ở bên định mà cháu tới xa là riêng nè và đây là cháu cháu grand grand grandchild nè grandchild này cháu nè anh ấy con cháu ông kia tham mấy thế small bird a baby bird nè chẳng lấy dương cái này đi ta dương trạch đặc biệt dương mệnh đã ơi chó blanket blanket trái số blanket 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 and okay so this the one sentence so that complete sentence here cháu tới xa là riêng that means cháu subject tới verb salarin object okay chó blah 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 and sra plus saw plus blah 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 blanket plus blah 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 and sra plus row plus blanket plus no so in this sentence it's all letters we learn already yeah oh sorry but low not yet learned so sorry so I change cháu tới riêng anh chẳng tới là anh chẳng tới rô dương ở tuần riêng đấy cà tế cháu tới tiền nè đã anh chơi máu clay cháu tới tiền những dương snap ba này bạn đã đăng thà cháu tới tiền cháu mọc tiệc nhóm cháu tự tiệc con nhóm hình như thế con cháu tới những đạn bịa tràn tình máu nè miền bịa nhóm nè dẫn tới hồ sạp bán hồ đường tràn cháu tư tia con nhom và này đang đặt con mùi nà tế cứ sắp bên em ở chạy lẹ cho bà tế này dương riêng thế nè dương riêng là bằng ca bịa và dục
nè hình chứng dân bụng pinh chân lọc đã đàn máu nè mà đã ấy chó láng nè láng sợ ấy láng chân lo nắng nhưng tục đại có lén cồn nè chân lo nâng tiết khó lén hén sẽ ông nè dân đi riêng về bản tịnh nữa cháu từ tia côn nhom nhà từ đã là bỏ nhom thì tới cam sinh nè nhưng chẳng dừng mơ chó lén lén and sợ áo lén trường tố lén có lén nố lén and khó lén and sợ ông So using in this place, what should you put the word or vowels here? Vowel or consonant. So you sing, you look this word chào tới tia con nhom. Okay. So now we put chó ní đam bay bàn chào cứ sra sra ao nè cho ao chào ok yeah we got one chào next consonant or vowel you see here is vowel but this place you should imagine it we can put consonant so which consonant we put here you see tờ tờ consonant tô ok tô ok chào cho plus sra áo chào tô plus sra áo not sra áo tờ ok tờ and next place which consonant or vowel we put here. So you see, ptia. Ptia. Chừng tô we got here. But, paw not yet. Paw, no, here. Chừng tô here is already, but here is not yet. So the first, paw, we put paw. Paw plus sub consonant tô so po chừng tô tô yeah po chừng tô tô okay we spell po plus sub consonant tô po chừng tô tô so we spell like that and what we put here is consonant or vowel so you see there this ra a okay so we put vowel. Okay. Po chừng tô 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 ear. Yeah. Okay. And next consonant go. Go blank plus no. We look back this word. Go o no.
Go, 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 no, go. So here is we missing the vowel O. Okay, we put sra O. Go, go, no, go. Okay. So now next a saw call or consonant call, you see call we got already, but next call no, we missing it. Fine, this is yeah. What is letter, what is consonant or subconsonant below consonant call, you see go call go call ngô cho cho chô chô nhô. So I told you already nhô, yeah, this is chương nhô, subconsonant nhô. So here we missing chương chương nhô. So kho chương nhô nhỏ nhỏ ống sa ống khnhom. Okay, we got the word khnhom. So now we complete already. Okay, complete sentence, complete the blanket already. So now we check together cho al chào nè. Cho combine with sra áo, cho áo, chào. One, chào, chào. Tô, ở, tớ, already, tớ. Pho, chừng tô, 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 yeah, ptia. Sra á, change sound to ear. I told you already when pho is sound o, tô, subconsonant tô is o. Po chừng tô tô, you see you hear the sound po chừng tô tô, not po chừng tô or po chừng tô tô. No, chừng tô is strong sound, so po chừng tô tô tô. So sra s change sound to o sound, tô e tia sra e s to e có o go go nâng nô con. I say, go, o, go, go, no, go. Nè, có, yeah. And subconsonant nhô, có chừng nhô, nhỏ, có chừng nhô, nhỏ. And chẳng, so, sra om is not change sound, sra om, yeah. Not change to because you hear the sound, có, plus subconsonant nhô, kho chừng nhô, nhỏ, nhỏ. That mean o sound, that mean consonant sound o, okay? Kho chừng nhô, nhỏ, nhỏ ống, nhom, not kho chừng nhô, nhỏ, nhỏ ống, nhom. No. You hear the first sound, the first consonant we heard the sound at the beginning, so the vowels sound change sound or not change sound we heard from the first consonant we call kho chừng nhô nhỏ, that means sound o. So sra om is keep the original sound not change to If we change to sound when we combine with the O sound, consonant O, yeah, like to, tum. Okay, to is sound O, long tone. So change to but here call jing yo nhỏ ống khyom, chẳng khyom
cháu tư tia con nhóm. So I think you try to understand. Yeah, step by step. Don't worry about what's difficult to understand and what is difficult to read and say and write the word in Khmer language. So it's all language is not easy. It's difficult to the first time for the learner. For me, in English and other language, and Khmer language is not easy. So it's the hard study, hard learn. Yeah, if you want to understand, if you want to fluently about one language, so yeah, learn and practice. So the same way, the same method. So I hope all you understand new consonant today, and today we got the example consonant and how to make a word and sentence. So the first is con chap, yeah, how to combine, how to put the consonant or vowels in the blanket. So this is the chau tau tia con khnyom, that this is the sentence, a sentence. So chau is subject, the tau is a verb, tia is the subject, so this is all the subject. But con khnyom in the it's a possessive pronoun. Okay. So thank you very much for your pay attention to your learn with me on Facebook Live every time, every my new teaching in Khmer language, Khmer learning. And I'm so sorry about my English, it's not good for you. Yeah. I try to learn to speak English because COVID-19 pandemic so makes all the students cannot meet teacher at school. So we also connect with the networks from home to school. Yeah. From home to home with our teacher, so we cannot meet together and speak face in face. Yeah, so difficult. So now I try to speak English online on my Khmer teaching. So I'm glad to try to learn to learn to speak English like this. So អរគុណច្រើនខ្ញុំកណ្ណាសមាភិសូមកាន់តែពេតចំពោះកំហុសកុសកងដោយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការបញ្យលជាភាសាខ្មែរដែលមិនមានលក្ខណៈស្តង់ដាជា professional នោះទេគឺជាលក្ខណៈឯកជនអញ្ចឹងគឺមានកំហុសខុសឆ្គងក៏ច្រើនអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងណាដែលយើងគិតថាវាល្អមានប្រយោជន៍យើងចាប់បានក៏យើងអាចយកមកសិក្សាទៅបើកន្លែងណាខុសឆ្គងហើយយល់ថាមិនល្អមិនគួរនឹងរៀនទេក៏យើងបោះបង់វាចោលទៅនឹងអរគុណច្រើនអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងស្ដាប់ដែលយើងសិក្សាតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺវាមិនមានអ្វីដែលថាល្អត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេគឺមានល្អហើយនឹងមានខ្វះខាតជាធម្មតាណាខ្មែរយើងថាអ្នកធ្វើតែងតែខុសអ្នកណាអង្គុយមើលគឺវាចេះតែល្អហើយនឹងត្រូវឬក៏ខុសជាធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើតែងខុស
bao mình thôi dân mình đang thả ở vay ná đại dân thôi còn nữa thì là ngài chẳng cứ cầm hót cứ chia cứu là và sân chơi dân thôi hái ai áp hiệu quả và chạy tê là bao dân nước bàn can tài lo và xa là chẳng ở con chán xôm các bạn cùng liên đang chấm đàn polia thank you very much for all of you so we will meet our new lesson next week so I hope all of you enjoy your last lesson and next lesson so thank you very much.